Thời Chi Kỳ Lữ là một bộ trang phục vực vãi premium sắp được chuyển giao cho vị tướng Christy. Và bây giờ các bộ cùng mình trải nghiệm hiệu ứng của bộ trang phục này trước thềm ra mắt nhé. Còn mình là IC Fox, hãy trả tim và follow kênh của mình nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hiệu ứng ảnh động 3D ly tâm của bộ trang phục này. Các bạn xoay mày đến đâu thì bối cảnh cũng sẽ xoay theo đến đó. Rất là đẹp. Không chỉ vậy đâu nha, chúng ta vẫn sẽ có thêm ảnh động khi các bạn loạt trận nhé. Còn bây giờ thì vào xem chi tiết hiệu ứng của bộ trang phục này. Một bộ trang phục của 3S Premium được chuyển giao cho vị tướng Quixi. Ở bộ trang phục này, vị tướng Quixi sẽ được hóa thân thành một cô bé phù thủy trong thế giới anime Nhật Bản với giọng tiếng Nhật rất là dễ thương. Hiệu ứng chiêu thức đầu tiên chính là đòn đánh thương. Quixi sẽ ném ra một chiếc trong trắng bằng giấy rất là đẹp đến người tướng địch. Còn ở hiệu ứng chiêu 1 thì Quixi ném ra một chú mèo đen xoay vòng vào miệng chú mèo này đang phun ra cầu vồng nhá. Rất là dễ thương luôn. Hiệu ứng chiêu thức thứ hai của chúng ta thì sẽ có hai dạng. Quixi sẽ mở ra một cánh cổng và ở đây sẽ có hai nhân vật xuất hiện. Đầu tiên chính là một người máy và thứ hai chính là một cô bé búp bê. Còn đối với hiệu ứng chiêu thức cuối cùng cũng là hiệu ứng đẹp nhất, nổi bật nhất của bộ trang phục này. Quixi sẽ mở ra một chiếc TV khổng lồ và sẽ có hai nhân vật rơi để trên trời xuống vào người tướng địch. Còn đây chính là hiệu ứng biến về của chúng ta. Và là một bộ trang phục bậc 3S Premium, vậy nên chúng ta còn có thêm hiệu ứng thông báo hạ gục cũng như là thay đổi nút bấm nữa nhé. Không chỉ vậy đâu nha, bộ trang phục này còn được bổ sung thêm hiệu ứng hạ trụ, chính là chú mèo đen xuất hiện ở chiêu thức đầu tiên của chúng ta đó. Và ngoài ra chúng ta còn có thêm cả hiệu ứng gia tốc tế đàn cũng như là khi các bạn đứng yên hoặc di chuyển ở trong trận đấu này nhé. Tổng quan lại thì chúng ta có một bộ trang phục bậc 3S Premium rất là hoàn thiện. Từ hiệu ứng kỹ năng cho đến âm thanh thì đều được làm rất là chỉn chu, rất là đàng hoàng và rất là đẹp. Và các bạn cũng thấy được là khi mà so với bản gốc thì một chiếc này cũng khó bị cắt bớt ở chiêu cuối. Tuy nhiên thì không đáng kể mà thậm chí mình còn thích bản cắt bớt này hơn, trông nó bớt rối mắt hơn rất là nhiều. Chính vì thế thì mình sẽ đánh giá tổng quan thì đây là bộ trang phục 10/10. Rất là đẹp và rất là đáng mong chờ trong thời gian tới nha. Còn mình là IC Fox, đừng quên thả tim và follow kênh của mình để xem thêm nhiều bộ trang phục khác của Liên Quân Mobile ở trong thời gian sắp tới nhé.